Mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm lộn sung nhá, hay là sung muối sổi ấy, cực kỳ nhanh nha, mà ăn rất là ngon. Chúng ta thấy ăn cái sung ở trong các quán đồ nướng này, các quán ốc này, các quán vỉa hè mà hay làm thịt xiên nướng các thứ ấy, thấy sung muối rất là ngon. Hay là ăn những quán mà có chim cút nướng các thứ ấy, mình thấy cái món sung ăn rất là ngon, hoặc là các quán ốc ấy. Thì bây giờ hôm nay các bạn làm theo cách này của mình đảm bảo sung cũng rất là ngon và ăn không hề bị chát. Nhưng cái quan trọng là khi mà chọn sung ấy, thì các bạn phải chọn được sung lép, sung bánh tẻ. Sung lép là những cái quả sung như thế này ăn rất là thơm, và đặc biệt là các bạn nhìn thấy có cái màu bên trong nó hồng hồng như vậy đấy ạ. Và khi mà sung mà về thì các bạn phải ngâm rửa thật sạch nhiều lần với nước sạch để cho nó không bị nhựa đi. Ngâm rửa xong rồi cho mình lại chuẩn bị một âu nước muối, sau đó mình lại cắt nhỏ sung ra và cho thêm một ít nước cốt quất hoặc chanh để chúng ta ngâm cùng, thì đảm bảo là sung của chúng ta hết nhựa và nó sẽ không còn bị chát đấy. Và trong khi chờ đợi sung được thì chúng ta sẽ đi thái một ít lá chanh với cả ít quất. Mình thì có cây quất nên mình hay dùng quất để làm chua nhá, vì nó rất là thơm mà sạch ấy. Chúng ta không dùng quất thì có thể dùng chanh hoặc là dùng giấm cũng được nhá, giấm gạo ấy à. Còn sung thì mình cứ ngâm với cái nước muối loãng và chanh hoặc quất, nước quất chua loãng như thế khoảng 20 phút đi. Rồi trong khi chờ đợi thì các bạn thái ớt này, sả này, tỏi này, lá chanh này và quất hoặc chanh. Rồi bây giờ mình sẽ khi mà sung mà ngâm xong rồi để ráo nước rồi, rửa sạch để ráo nước rồi, mình ướp với đường trước để cho sung của chúng ta nó không bị chát và nó hòa quyện với đường ấy, thì đảm bảo là cái vị sung mới sổi rất là ngon. Đường đây mình cho khoảng 2 thìa to nhá, thìa ăn cơm ấy, và 1/2 thìa muối. Muối thì cho ít thôi, thìa cà phê thôi, thìa nhỏ thôi nhá, 1/2 thìa cà phê muối thôi. Vì bản thân cái món nộm ấy thì cái vị ngọt nhiều, chứ còn cái vị mặn thì không cần cho nhiều, vì mình ăn ăn sống ấy mình rồi, nên mình không cần phải cho quá mặn nhé, chỉ cần hơi nhát nhát mặn mặn một chút thôi. Bây giờ mình vắt khoảng 2 thìa nước cốt quất như thế này vào. Khi mà có nước cốt quất hoặc là chanh ấy thì cái vị của sung ấy nó sẽ thêm cả vị chua nữa, bởi vị ngọt lúc nãy mình đã ướp rồi, vị mặn đã ướp rồi lại thêm vị chua nữa. Bây giờ mình thêm vị cay nữa và những cái gia vị thơm này vào nữa, sả, lá chanh, gừng, à không có gừng ạ, tỏi và ớt vào. Đấy, thì chúng ta cho vào này thì nó sẽ rất là thơm nhá các bạn nhá. Và chúng ta cứ ướp như này cho mình khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng nhé, hoặc là ướp nửa ngày trong ngăn mát tủ lạnh thì càng ngon nhé. Ở đây thì do nhà mình ăn được cay và mình muốn nó tăng thêm vị ấy, thế nên mình cho thêm 1 thìa tương ớt, còn các bạn không cho cũng được nhé. Và bây giờ mình thường thường mình sẽ cất vào ngăn mát tủ lạnh và khoảng nửa ngày sau mình dùng ăn sẽ rất là giòn và ngon. Và mình sẽ dừng cái clip này ở đây. Xin chào các bạn.